Già rồi. Già thật rồi. Vậy Quốc, con đừng cười bố nha. Nhớ năm xưa. Thôi, hào hán không bằng mày quá khứ. Lần này chúng ta đến chủ yếu là để xem quân quân huấn luyện. Bố nghe Tiểu Lâm nói, đội tiểu báo là ruộng thí nghiệm để lữ đoàn sân cước chuyển sang mô hình kỹ thuật số. Mấy đội viên của quân quân mang nhiệm vụ huấn luyện thử nghiệm. Nếu mà thành công thì tương lai sẽ được phân bổ đến các tiểu đoàn đại đội như những hạt giống. Quân quân cũng xem như công phụ công nuôi dạy của bố. Thật ra bố vẫn lo nó sẽ đi thụt lùi. Tính của thằng này giống bố, cứng đầu. Nó đã quyết định chuyện gì thì 10 con trâu cũng không lo gì nổi. Giữa hè, mực tuyết của núi tuyết rút về trên 6.000 mét trên mực nước biển. Lên núi lấy tuyết giữa hè là truyền thống vinh quang của lữ đoàn sơn cước chúng ta, cũng là tiêu chí trở thành một bộ binh sơn cước đạt tiêu chuẩn. Các cậu có 8 tiếng đồng hồ để chứng minh mình là một bộ binh lữ đoàn sơn cước đạt chuẩn. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để ở lại đội tiểu báo. Có thắc mắc gì không? Thời gian khứ hồi của chúng ta cũng phải mất 8 tiếng 27 phút. Liệu họ có về được trong 8 tiếng không? Bọn họ bắt buộc phải về. Vậy báo cáo. Nói, đội trưởng, chiến tranh trong tương lai là chiến tranh công nghệ cao. Tại sao chúng ta vẫn phải chạy bộ hàng ngày, hơn nữa còn dùng việc chạy để quyết định tất cả? Ý nghĩa nằm ở đâu? Cậu đang kiếm cớ cho thể lực yếu của mình sao? Ai trả lời thắc mắc cho cậu ấy đây? Báo cáo. Nói, chạy bộ có thể tăng cường thể lực, chưa đầy đủ. Ai bổ sung? Báo cáo. Chạy bộ không những có thể gia tăng thể lực của con người mà còn gia tăng được sức chịu đựng tâm lý. Là một quân nhân sống trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt lại càng cần có khả năng chịu đựng tâm lý. Nói rất hay, rất đầy đủ. Mọi người cho Lương Vĩnh Quân một tràng pháo tay. Cố trưởng Ninh, khoảng cách còn xa, cậu có ổn không? Đã 5.700 mét rồi, không ổn thì cậu đừng cầm cự nữa. Tô Diên Bân, liều thôi. Đã 5.700 mét rồi, lão Tư còn tăng tốc. Chán sống rồi à? Cậu xem, Lương Vĩnh Quân, Châu Tuyệt Kỳ cũng không trụ được lâu nữa. Tiểu đội phó muốn giành hạng nhất, không đòi nổi lính nuôi heo. Muốn tranh thủ lúc này kéo dài khoảng cách, chiến lược ưu thế. Cậu không sao chứ? Không sao. Đằng đó có người bị ngất rồi. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Tiểu đội phó, có người bị ngất rồi. Có tổ cứu hộ. Đi nhanh. Có ổn không? Cậu không sao chứ? Có cầm cự được không? Tiểu đội phó, có người bị ngất rồi. Diễn biến này có vấn đề gì tư tưởng? Sao có thể vào đội tiểu báo được? Tiểu Lâm là chính trị viên, công quản lý nghiêm ngặt, chưa chú trọng vào công tác tư tưởng cho đội viên, phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Mau đỡ dậy, đỡ dậy. Đỡ gì nào? Được. Các đội viên đi tiếp, đưa bệnh nhân đến tổ thu dung. Tự nhiên bằng là tiểu đội phó, kể cả biết có tiểu đội cứu hộ cũng không nên xử lý như vậy.
Bản chất của tư nhân bân khá tốt, tính cách thì có chút giống Hoàng Đại Bằng, rất có thể tương lai sẽ trở thành một tướng mạnh. Huấn luyện viên trưởng, tôi nghe nói sau này tư nhân bân muốn đến đại đội đặc chiến. Hình như đằng trước có người bị ngất. Tôi thấy tôi cũng sắp trở thành người giống như đằng trước rồi. Cậu, với tốc độ này của cậu, sau năm cũng không thể. Nếu mà bọn chúng ta có một con Rafi Warrior thì tốt, đừng mơ mộng nữa. Lát nữa cậu có chạy nhanh hơn được không? Giờ tôi đang có cảm giác như nhảy vào chân không ấy, có kiểu gì cũng không hít thở nổi. Cậu sẽ không bỏ mặc tôi chứ? Cậu nghĩ sao? Nếu không được thì cậu cứ chạy trước đi. Đằng nào tôi cũng là nhân viên kỹ thuật, họ cũng sẽ không làm gì tôi đâu. Được rồi, đừng nói nữa, để dành hơi thở đi. Phải cấp cứu, kiểm tra mạch đập. Tim đập nhanh quá, rất nguy hiểm. Nguy rồi, là nôn vàng bắn, chắc là não uống thủy rồi. Có mở được mắt không? Mở mắt ra, nhìn vào tôi. Chỉ nhìn vào mũi của mình. Mũi vẫn còn ý thức, vẫn cứu được. Cho cô ấy 5% CO2 và oxy, chuẩn bị hộ tống. Gọi căn cứ chỉ huy, gọi căn cứ chỉ huy. Cho tôi đang có một bệnh nhân đang uống thủy cần hộ tống. Xin chỉ thị, phía trước có một đội viên bị ngất. Các cậu qua đó ngay. Rõ, mau đỡ cô ấy lên xe. Cúi đầu. Hai cậu nhìn cái gì? Sĩ quan trưởng, cậu ấy sao vậy? Bị ngất chứ sao? Còn sao được nữa? Cái cậu đi chậm thế. Với dừng tốc bây giờ, 8 tiếng chạy thế nào đến được căn cứ địa? Nhanh lên. Rõ. Tăng tốc. Nhanh lên. Bác sĩ. Bác sĩ. Không nghiêm trọng, hôn mê do bị thiếu oxy. Thở bình oxy nghi ngờ một chút là ổn. Không sao. Đại đội trưởng, thể lực của đám lính này yếu kém quá. Mới có 5.700m trên mực nước biển mà đã có người bị ngất rồi. Tôi thấy có thể hoàn thành hạng mục đúng thời hạn hay không, dần khó nói lắm. Quay đại bằng, lính của anh đang bị bệnh trong đó. Anh không quan tâm chăm sóc bọn họ sao? Mà còn ở đây chơi thực lực của họ kém. Anh làm sĩ quan trưởng kiểu gì vậy? Chính trị viên, trường hợp này rất hay gặp trong huấn luyện ở công nguyên. Hơn nữa, chiến sĩ cứ chạy là ngất thì lúc đến tận thì phải làm sao? Hơn nữa tôi cũng đâu bỏ mặc họ, đã nằm ở đó thở oxy nghỉ ngơi rồi, cô còn muốn tôi chăm sóc kiểu gì nữa? Người tôi cần là lính biết đánh trận, chứ không phải là học sinh. Đây là trại lính, không phải huấn luyện quân sự. Anh quay đại bằng, chú ý thái độ nói năng. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Chính trị viên, tôi xin lỗi. Vừa rồi thái độ tôi không được tốt. Tôi xin lỗi cô. Cũng là vì huấn luyện cả. Tôi cũng hiểu cho anh. Vừa rồi thái độ của tôi cũng không tốt. Thế này đi, ở đây để đội trưởng, chính trị viên phụ trách, sĩ quan trưởng, đi với tôi. Nhanh lên, đi. Làm ăn kiểu gì vậy? Không phải, đó đều là lính của tôi. Họ bị ngất, tôi cũng đau lắm chứ. Chính trị viên là đồng chí nữ, tình mẹ là bản năng. Chính trị viên. Chính trị viên, lần khảo hạch này để lọc ra binh sĩ cũng phù hợp với huấn luyện với cường độ cao, cũng là để đề phòng sau này bị thương lúc tập huấn.
Hoàng Đại Bằng hơi thẳng tính, mau mồm mau miệng. Cô đừng để bụng. Đội trưởng Tiêu, những lời nói tôi đều hiểu cả. Nhưng anh có từng nghĩ ngồi nhờ xảy ra chuyện gì thật thì sao? Vào xem sao.